À vâng, kính thưa quý vị, Văn Hiền đang di chuyển ở trên thành phố Đà Lạt về Đồng Nai, thì hiện tại Văn Hiền đang có mặt tại đèo Bảo Lộc. Thì khi đi qua khu này thì Văn Hiền thấy ở đây có bia chiến thắng đèo Bảo Lộc đó quý vị. Do trời mưa, sáng trời mưa nên Văn Hiền không có chuẩn bị được gì. Có mấy cái chiếc bánh thôi với chai nước. Văn Hiền sẽ vào đặt ở bên trong bia tưởng niệm quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi vào đó để xem ở bên trong quý vị nhé. Một cái bia rất là lớn đó quý vị. Và bạn nên thấy ở khu này thì cũng có người vào đây thăm viếng, nhưng mà chắc là cũng ít thôi đó quý vị. Bởi vì cái bia này thì nằm ở ngay ở trên cái đèo Bảo Lộc, thì quý vị biết rồi. Đi được lên đây thì cũng rất là khó khăn đó quý vị. Phía trên đèo mình nhìn thấy thì có vết tích này, và thấy khá là hoang tàn, có vẻ như là ít người chăm sóc đây đó quý vị. Đây là bia chiến thắng đèo Bảo Lộc. Văn Hiền sẽ di chuyển vào phía bên trên để xem những cái thông tin ở đây quý vị nhé. Bên này hai bên có những cái bức phù điêu đây quý vị. Còn đây là những thông tin được ghi trên tấm bia đá đó quý vị. Đèo Bờ Lao Bảo Lộc, nơi đã diễn ra những chiến công chống quân xâm lược của quân và dân ta trong chiến tranh giải phóng dân tộc thời kỳ 1945 đến 1975, tiêu biểu là các trận ngày 11 và 12 tháng 11 năm 1945, hai trung đội vệ quốc quân chặn đánh thực dân Pháp và phát xít Nhật hành quân lên đánh chiếm lại Lâm Viên, diệt và làm bị thương nhiều tên lính Pháp Nhật, phá hủy một xe quân sự. Tháng 11 năm 1962, đại đội một tỉnh Lâm Đồng chặn đánh hai xe lính bảo an phía đông cầu Đạ Mờ Rè, tiêu diệt 19 tên thu 20 súng các loại, phá hủy hai xe quân sự. Ngày 26 tháng 7 năm 1963, đại đội 2 phối hợp với một bộ phận công binh phục kích đánh địch tại Cua Chữ C, đèo Bờ Lao, tiêu diệt 17 tên lính bảo an, thu 15 súng, phá hủy 2 xe quân sự. Ngày 7 tháng 5 năm 1965, đại đội 3 tiểu đoàn 186 đánh thiệt hại nặng 2 đại đội lính bảo an, bắn cháy 2 xe bọc thép. Và trận cuối cùng là đêm mùng 9 tháng 5 năm 1968, tiểu đoàn 145 và đại đội 744 phục kích tiêu diệt 1 đại đội bảo an đó quý vị. Kính thưa quý vị, bia chiến thắng Bờ Lao Bảo Lộc thì được có cái kiểu kiến trúc xây 3 cái cột đó quý vị. Theo hình 3 cái chân kiêng, và phía bên trong này thì được bài trí những cái lư hương để mà khách tham quan khi vào đây thì có thể thắp nhang. Còn xung quanh ở bên ngoài bia là những bức phù điêu đó quý vị, để mà ghi lại những cái quá trình
kháng chiến chống thực dân của quân và dân ta. Còn xung quanh đây là những hàng cây thông. Đó quý vị. Thưa quý vị, đây quý vị có thể nhìn lên xuống cái phần đỉnh núi quý vị. Đèo Bảo Lộc thì rất là cao. Xung quanh đây là những cái đồi rừng thông đó quý vị, bạt ngàn. Và từ đây mà xuống bên dưới chân đèo thì cũng khoảng hơn 10 cây số đó quý vị. Đó. Một lát nữa thì Văn Hiền sẽ quay lại cái quang cảnh ở trên đèo để cho quý vị được xem quý vị nhé. Đây. Đây là đèo Bảo Lộc đây quý vị. Đó, như xe đi lên thì di chuyển rất là chậm. Bởi vì tầm nhìn ở đây rất là hạn chế đó quý vị. Hôm nay là bây giờ thời điểm Văn Hiền đi đang là buổi trưa 12 giờ nên là không có sương mù thôi. Còn bình thường thì nếu mà đi vào buổi chiều hoặc buổi sáng sớm thì sương mù rất là dày đặc đó quý vị, che khuất tầm nhìn.